Rồi, hello chào anh em nha. Thì hôm nay mình chia sẻ một cho anh em một cái phô dúi mà trồng ngược là như thế nào nha anh em. Đó. Thì cũng cảm ơn anh em rất là nhiều đã đến video của mình. Anh em là xem video thấy hay cho mình một like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ nha anh em. Thì cây đây là mình chỉ chuẩn bị bóng và mình tủ miếng giấy ở trên đây như thế này cho nó mát nha anh em. Ở trên mình có che lưới. Nhưng mà mình che thêm miếng giấy cho nó mát nha anh em. Đó. Anh em thấy không? Thì mình thấy cây đây thì nó cũng có gì điều cái là mình thấy nó rỡ ra rất là nhiều nha anh em thấy không? Rỡ trên mặt đất nó ra nè anh em thấy không? Thì cũng như những anh em mà ủ phô dúi trong bì bóng phun nước rồi ngâm kích rỡ gì đấy rồi ủ trong bì bóng rồi quấn vải lại thì cái độ ẩm nó ra thì dúi nó vẫn ra rỡ bình thường nha anh em đó thì đây thì ra rỡ anh em. Thì trong đây mình coi khui một cái lỗ nó đã ra mầm thì khui lỗ cho nó thở nha. Mình khui ra cho anh em xem ha. Thì dúi thì nhiều mình cũng thấy nhiều cây thì nó ra mầm ngang thì nó ra rỡ mà có cây thì nó cũng chưa còn ra mầm ngang rỡ đã ra nha anh em. Chẳng hạn như cây đây. Anh em thấy cái nó có để nhánh ra đâu, nó chưa ta để nhánh đó nha. Đó, chưa có một cái mầm nhánh nào luôn. Nên thấy không? Đây chưa có một mầm nhánh hết, mới cứ lên nè anh em. Mà rỡ ra cỡ đây anh em thấy không? Thì đây mình chỉ quay chia sẻ cho anh em xem cho vui nha. Thì cái đây là hiện tại bây giờ rỡ ra rất là nhiều. Thì ở dưới đây rỡ là đã có rồi. Tại vì cái thân hầu thân cành dưới đây là nó có dạng rỡ anh em. Rỡ nó mọc tới đọt luôn, hầu đất nó ngập luôn ơi, làm trồng ngược. Thì nay mai anh em mình sẽ đóng cho đây một mầm. Đóng cho đây một mầm, gấp áp nha anh em. Tìm nuôi thời gian thử là nó có lên được cái gì không, càng tốt mà không lên thì mình buộc mình phải ghép áp với anh em đó. Mình thấy phơ cái là mầm ra rất là đẹp nha anh em ơi. Mầm rất là đẹp, rỡ ra rất là dài, anh em rỡ khiếp không. Thì nó ra chỗ đây nhiều nhất đây, mấy chỗ đây máu sưng sưng nha anh em. Đây là phải móc nha anh em. Đây là cái cây mà nó đủ ẩm là nó sẽ xì là như thế này này. Nhất là như phần rớn chuột rồi nó xì là như thế này là nó báo hiệu rất là tốt nha anh em. Đủ ẩm. Chứ không phải là nó bị móc đâu. Này, đâu phải móc đâu. Đó. Cành nhánh trên rất là nhiều nha. Ở dưới đây là cành mà, cành mít ngủ rất là nhiều, trên đây con chuột nó này, cho nên là không có mít ngủ nó khó ra rỡ. Nếu mà mình cắt hết thì có con chuột nhiều khi nó cũng vẫn ra rỡ nha, ra mầm nha anh em. Chứ không phải không có, chứ mà nó ra ý muốn mình thì không có đâu. Thì cái đây này, những cái mầm đây này nó, những cái mầm đây mà nó nằm dưới đất này, mà nó nhoi lên này, là ở trên thì nó xanh và dưới là nó trắng nha anh em, nó rất là non. Non thì sau này nó, cái chỗ đấy là nó sẽ ra rỡ luôn nha anh em, dưới chân đó. Từ từ nó lấp đất cái đấy là nó sẽ ra rỡ luôn nha anh em. Đó, không sao hết. Từ từ vừa nay mai là di nguyên cái vàng đây ra rỡ lũ khủ luôn. Mình có trồng 1-2-3 cây như thế này rồi. Cái cây kia thì mầm nó lên 1 gang rồi anh em. Mà mình không có quay. Tại vì cái cây đấy là thời điểm đó nó ra rỡ đây này. Mà mình không có quay á. Cho nên là nó bây giờ nó đã thúi cái rỡ đó. Bị hư cái rỡ đó. Rỡ ra dài không hư. Cho nên mình không có quay cho anh em xem ấy. Cái đây thì bây giờ mình thấy rỡ nó đẹp quá. Mình quay cho anh em xem này. Đó. Cái đây mình cũng có tha kêu liền xèo mì tiếng này. Cây đây thì chơi phun lùng lực rất là đẹp nha anh em. Thì anh em xem video mình, theo dõi video mình thì cũng biết cái cây đây rồi. Cây đây được rồi mình có khai thác làm mini, làm mấy cây lùng lực trồng ngược á. Nhiều anh em cũng rất là ngại. Rất là ngại trồng ngược là gì? Trồng ngược thứ nhất là khó lắm mầm ở trên đây. Đó. Ghép. Mà nếu mà ghép ấy thì cũng khó dính nha. Sợ là dính hay sống không? Sợ không sống gì đấy. Còn sợ nhiều lúc trồng ngược thì biết sống hay chết, nó có ra rỡ hay không, nhiều vấn đề đó nha. Nhiều anh em nó ngại chỗ đó nha anh em, nhiều vấn đề lắm. Nhiều anh em rất là ngại bán cái bán rẻ nữa, anh em cũng ngại là kêu trồng ngược sợ không sống, còn rỡ không ra rồi á, rồi mầm nó có lên như ý muốn mình hay không, mà nó không mầm không lên thì ghép nó có dính hay không, rồi khó dính rồi nữa, cho nên nhiều anh em nó ngại, rẻ anh em cũng không mua nha. Thì mình về mình trồng, nên mà mình sẽ làm một cái video mình ghép áp cho các anh em cả nhà, đỡ mấy cành này nó lớn thiệt lớn à, mình thả rong cho nó lớn thiệt lớn, mình sẽ làm một cái video ghép áp cho anh em xem hai cái đây.
coi như thế nào nha. Đó. Cái rễ ở đây thì mình trước mắt mình cứ nuôi cho nó mạnh cái cây nha anh em. Sau này có thể tương lai là mình cắt bỏ, một cái là mình ép sát xuống thì được cũng được, còn cắt bỏ mà theo mình nghĩ là cắt bỏ là hợp lý hơn, tại đời cho quyền đỡ thôi. Từ nay tự nhiên có cái rễ xuống thấy nó kỳ kỳ làm sao đúng không? Cái đây là cái mình chôn hơi sâu nha anh em, sâu cho nó sống á, nó còn nhổ lên chút xíu nữa là cái phôm nó là cái bờ nó rất là đẹp nha, chân cánh đồ đẹp lắm, móng miết coi như là cái bờ xanh luôn nha anh em. Cái này đẹp, cái đây này, cái đây thì mình không có trong bị bóng rồi đó, mình chỉ đào giờ xong rồi là đây, đào giờ xong rồi là mình đủ đất đủ cát là mình trồng, là mình tủ với ba bố rồi thôi. Đó, tuổi bố thì mầm em thấy lên không, lên dày, chỗ đây nó lên mấy mầm mà con có ốc sên ăn hết rồi này em, nó kín nó rất là nhiều nha, mình chỉ tủ rồi thôi, tủ y mày luôn, mai mốt là nó làm ra khỏi ba bố luôn, khỏi giữa ba bố nha em, để y mày luôn, nó lâu có xịt nước trên đây cho nó ướt ba bố cho nó mát rồi mai mốt là nó tự đâm ra khỏi ba bố luôn. Cái đây mình trồng ngược này, trồng ngược thì mầm nó đóng ở đây đẹp này, trồng ngược hết. Nhiều cây thì cực đá, nhiều cây cái bộ đớ nó không có, như chẳng hạn như cây đây cũng như nó chỉ có con chuột không à, mà ở trên thì nó nở trăm bành như vậy, mà nếu mà trồng xuôi á thì buộc là phải cắt ngay đây bỏ, độ dáng như thế nào đấy chờ mà không có dáng nó gì ấy, thì cho cầm rừng hay cái gì đấy mà mình không thích nữa thì mình buộc phải trồng ngược lấy cái bộ đớ là nó đẹp anh em, thì mỗi người mỗi có cho. Chứ bây giờ cắt cái đây ấy thì mình có đậu dán mấy cái thứ bay ngã nghiêng tùm lum là cho mà nó không hợp lý nha. Cái đây này tùy theo cây nha anh em, giờ mình cắt cái đây đỡ mình mà mốt mình nuôi ra cơm cho cây lồng lực rất là đẹp, cực đã mình mới trồng chui trồng ngược nha anh em, chứ còn cũng ai thích đi trồng ngược đâu. Trồng ngược thì nói chung là nó cái độ khó nó khó hơn là thằng trồng xuôi. Trồng xuôi thì anh em trồng xuôi đúng không, nó ra rỡ nó lên cành nhánh nó rất là mạnh, tại cành nhánh ở trên đây bản thân nó là mét ngủ rất là nhiều, cho nên là nó lên cành rất là nhiều, anh em giờ lựa chọn. Còn cái thằng đây là nó khó, chuột ai giờ nó khó ra mầm, cho nên là cực đáng mình mới trồng ngược, chứ không ai thích trồng trồng ngược hết á nha anh em. Đó, nhiều cái dáng thớt trồng ngược đẹp thì mình chào cho mà chịu khó là mình ghép. Đó, thì anh em xem video cho vui nha anh em, thì đây mình chỉ chia sẻ những cái vui vui trong vườn mình có gì mình quay cho anh em xem nhờ cho vui thôi, chứ đây cũng đây bình thường cái rỡ ra đỡ ú này rỡ ra là bình thường thôi nha anh em đừng có nói kêu đồ quý đây tao vô anh trồng xó nó cũng ra rỡ hay sao đấy nó cũng khó. Đây là thì mình thấy mình quay cho anh em xem cho nên là anh em đừng có ném đá nha, thì nhiều anh em thì đâu có trong cần trồng đất như mình đâu, ủ trong bị bóng thì nó vẫn ra rỡ bình thường đúng không. Cho nên là cái quan trọng nhất là thằng dúi là anh em giữ ẩm tốt, đừng thừa nước, ẩm tốt là nó sẽ ra rỡ, nó sống ok hết, không được nén nóng nhiều, mát trời là nó ra rỡ rất là mạnh nha anh em. Dạ thôi, thì mình tủ bị bóng lại, cũng tủ lại chia lại từ từ, cây nó còn yếu nha anh em, nói chung là mầm thì lên rất là đẹp, nhưng mà chưa đâu, chưa có thở nào mình tháo được, mình chỉ tủ không có cách, mình tủ sát này luôn á. Rồi từ từ mình xé bị bóng và cho nó trâu lên. Dạ thôi. Tiếp tục tủ lại cho nó mát nha anh em, đỡ nó ló ít cho nó lên sáng hơn. Thì anh em xem video thấy hay thì cho mình chia sẻ một nút đăng ký ủng hộ nha anh em. Thì lâu nay thì mình công việc mình rất là nhiều, cũng không có thời gian nhiều để đi đi rừng tìm phôi, là có cái gì chồng phải nói này, dúi kim rất là hiếm anh em các nơi sao ở mình đây là này dúi kim hiếm á, kim ra toàn là cây tàu lao không, ít cái cây đẹp này hiếm rồi đó. Thôi vậy chào anh em nha, mình có cây mồi chỗ mồi này đang làm tỉa cành nha anh em, đang làm tỉa cành, mình đang thả cho nó rút á, cái này cái chực nhiều rồi, cái chực rất là nhiều nha. Hầu cách cỡ đây mà anh em nuôi cổ bây giờ nó già luôn, bằng cái thân dưới luôn, anh em thấy đẹp không, nuôi rất là lâu rồi, bây giờ đang nuôi cái đây chưa làm tê cành được đâu. Tạm biệt anh em nha, vườn đất vuông mình rất là nhỏ nha anh em, nên là mình không có trồng cây nhiều.
Cảm ơn anh em đã rất là nhiều nha.